đi rừng mà không có găng cái đường boss chút nào vậy hả? Mày ngủ quên trong rừng cái gì vậy? Chơi mà không có teamwork gì chứ, trời. Nani? Thì ra tao là cách mà thằng hồi nãy nó làm. Mày lần nào sao vô nhà tao? Tao là mày 10 phút trong tương lai nè. Nani? Vậy là trong 10 phút nữa tao sẽ phát minh được cùng mấy thời gian hả? Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà dẹp nó qua bên đi. Tao tới đây tao báo mày một cái tin này rất là quan trọng. Tin gì? Một lát nữa bồ mày sẽ vô hỏi mình những câu rất là lú luôn. Nên mày ráng mà phải trả lời sao để cho mày phải lần xin lỗi nha. Chứ mày để bả xin lỗi mày là mày thua. Lần sao? Vậy nha, tao đi trốn đây. Tụi nó đang tìm tao. Ráng thắng nha. Ê, đi đâu rồi? Lần sao? Ê, cái thằng này, rốt cuộc mình bị gì tâm não giác cái gì mình tiện thấy một thằng y chang mình vậy? Hơi, chơi game quá 180 phút đâu vậy? Nghĩ xíu. 5 minutes later. Anh hả? Dậy hỏi đi cái. Sao em hỏi gì? Giờ em hỏi nha, anh có thương em không? Giờ em nói gì vậy? Anh thương em mà. Xạo quá. Nếu như mà bây giờ em cạo đầu trọc á thì anh có thương em không? Trời, tất nhiên là có rồi, em sau cũng thương hết mà. Xạo quá, không tin đâu. What the fuck? Thôi, nghe câu hỏi tiếp nè. Ok, hỏi đi. Anh ghét Giáng đúng không? Giáng hả? Trời đất ơi, em quen anh em biết mà. Anh siêu ghét Giáng luôn đó. Anh thấy Giáng này là anh đập chết cha luôn á. Vậy thì nếu như mà em là con Giáng thì anh có thương em không? Thì... Mày thử mày nói không nữa rồi. Thương. Vậy em hỏi nó nha. Nếu như mà em không tồn tại trên thế giới này thì anh có thương em không? Nani? Hỏi gì vậy? Trời. Nãy giờ mày nói có rồi. Đi coi giờ nói không thì có chuyện xảy ra. Không, anh không thương. Em nghĩ thử coi, cái khoảng thời gian mà em không tồn tại ra thì làm sao anh biết được em là ai để mà anh thương? Người gì đâu mà không có lãng mạn gì hết trơn. Trời, hoài nghe tiếp nè. Bây giờ nếu như mà trước khi mà anh được sinh ra thì em tồn tại, xong tới khi mà anh được sinh ra thì em không tồn tại nữa, xong rồi khi mà anh không tồn tại nữa thì em mới tồn tại, thì anh có thương em không? Anh không hiểu em sao luôn á. Thì những cái anh đang ngủ cái em lôi đầu anh dậy hỏi những câu này anh không biết trả lời sao cho đúng ý em luôn. Anh trả lời có thì em kêu xạo không tin, anh trả lời không á thì em đấm anh bằng mắt. Lỗi, em chỉ muốn chọc anh vui thôi mà. Em đánh yêu con cái đâu mà anh la em dữ quá trời đất luôn. Thôi em xin lỗi, không hỏi nữa. Có gì đâu, mốt mà em có hỏi mấy câu vậy mà anh có trả lời sai ý em cũng đừng đánh anh nha. Đánh đau không chết kêu đánh yêu. Anh đi back với gây rối trong thời gian kinh thi. Mấy người lại, tôi đến từ TVA, Time Variant Authority, và anh đã gây ra một sự kiện Nexus trong thời gian kinh thi, cho nên là anh phải bị tiêu biến. Sự kiện Nexus? Thì sự kiện Nexus của anh á là nóc nhà phải xin lỗi anh, cũng là nóc nhà anh sai. Nhưng mà thực tế á, nóc nhà không bao giờ sai hết. Cho nên vì nóc nhà sai mà xin lỗi anh á, không thể xảy ra được. Cho nên anh phải bị tiêu biến trong một thời gian này. Nhưng mà... Không có nhân nhạy gì hết. Đi. Chết rồi, không như vậy được. Phải quay về quá khứ, mình báo thằng Ken đi quá khứ mới được. Ê! Nè, anh bình tĩnh. Trả tôi cái máy. Trả! God!